Sau quá trình đấu tranh của các cầu thủ thông qua Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp, FAPRO, FIFA đã quyết định trả tiền trực tiếp tới các cầu thủ thay vì thông qua liên đoàn. Đây là động thái lần đầu xuất hiện ở World Cup nữ. Theo đó, mức thưởng cho mỗi cầu thủ tham dự World Cup nữ 2023 vào khoảng 30.000 đô la Mỹ, hơn 710 triệu đồng. Số tiền này có thể lớn hơn tùy theo thành tích của từng đội. Những cầu thủ lên ngôi vô địch có thể được trả tới 270.000 đô la Mỹ, hơn 6,3 tỷ đồng. Chia sẻ về cách chia tiền mới của FIFA, tuyển thủ Mỹ Alex Morgan cho biết, sự thay đổi này sẽ giúp ích cho nhiều nữ cầu thủ trên toàn cầu. Họ luôn chịu thiệt thòi về mức đãi ngộ dù cũng dự World Cup như đội tuyển nam. Số tiền 30.000 đô la Mỹ rất đáng kể, có thể thay đổi cuộc đời của nhiều nữ cầu thủ. Giờ đây, họ có thể nhận tiền trực tiếp mà không cần thông qua liên đoàn. Đây là thành công lớn trong cuộc đấu tranh giành quyền lợi của nữ cầu thủ. Tuy nhiên, không ít liên đoàn ở châu Âu như FA, Liên đoàn bóng đá Anh, hay DFB, Liên đoàn bóng đá Đức, đã phản đối cách chia tiền mới của FIFA. Họ không muốn chia thêm tiền thưởng cho các cầu thủ khi đã ứng tiền trả trước cho các cầu thủ tham dự World Cup. Tờ Daily Mail tiết lộ, FA đã chuyển 13.000 đô la Mỹ cho mỗi cầu thủ nữ tham dự World Cup 2023. Mức đãi ngộ này giống như những cầu thủ nam. Họ chia tiền trước để các cầu thủ lo cho gia đình và yên tâm thi đấu. Vì thế, giờ đây, họ không muốn chia thêm tiền thưởng cho các cầu thủ. FIFA cho biết số tiền trả cho mỗi cầu thủ tăng gấp đôi so với World Cup 2019, từ 14.000 đô la Mỹ lên 30.000 đô la Mỹ. Số tiền này bằng 2 năm thu nhập bình quân của các tuyển thủ nữ trên toàn thế giới. Sở dĩ FIFA quyết định tăng tiền thưởng vì muốn thúc đẩy phong trào bóng đá nữ, giúp các cầu thủ có thể yên tâm cống hiến và nỗ lực vươn tới đỉnh cao.